Mến chào các bạn. Hôm nay hãy cùng mình trồng lại những cái chậu treo sen đá của nhà mình nha. Và đây cũng là cái cách mình làm thế nào để mình có nhiều sen đá hơn từ những cái chậu này. Và mình sẽ trồng thế nào, mời các bạn cùng trồng sen đá với mình nha. Trước hết thì mình phải trộn phân đã. Ở đây mình có lót sẵn một lớp xơ dừa phía dưới đáy chậu. Rồi sau đó mình bỏ phân nó vô, đổ vô giùm em ơi. Mình lót xơ dừa mình để cho nó rút nước, với lại mình đỡ tốn chút đất. Đồng thời cũng làm cho cái chậu nó cái trọng lượng nó nhẹ hơn chút để mình treo lên cho nó an toàn. Tại vì sen đá thật sự ra nó cũng không có cần nhiều đất. Giờ mình sẽ cùng bắt đầu mình trồng. Mình sẽ chiết từ cái chậu sen đá này để mình làm thành ba cái chậu này. Những cái nhánh nhỏ này chút xíu nữa mình sẽ trồng thành một cái chậu mới. Khi mình trồng chậu treo thường thì mình vẫn trồng cái chính giữa trước để mình làm cái tâm cho nó tròn, và sau đó mình mới trồng chung quanh của nó. Mình cứ ghim cho nó đầy chậu đi, thì khi nó mọc lên thì tự nhiên nó sẽ tràn ra như thế này. Nó tràn ra đầy chậu rất là nhanh. Thời gian cũng rất là ngắn luôn.
chỉ cần mình cắt xuống rồi mình đặt nó như thế này thì trong vòng một tuần lễ thì những cái chậu sen đá mới thì sẽ mọc rễ hết, thì mình sẽ có chậu sen đá mới. Chỉ từ một chậu sen đá cũ, bây giờ mình đã có thể chiết ra thành 3 chậu sen đá như thế này. Và cũng có thể đây mình có thể làm 4 chậu. Mình đã được 3 chậu rồi. Trồng đất cho em cái này. Bỏ thêm 2 chậu đất này. Ở đây mình đã trồng được xong được 3 chậu. Giống nhau. Đây là cái loại sen đá phổ thông. Các bạn chỉ cần cắt xuống rồi các bạn ghim lại thôi, thì không bao lâu, trong vòng vài tháng thôi, nó sẽ nở đầy chậu này và nó bò xuống rất là nhanh luôn. Và cái loại sen đá này mình trồng chậu treo rất là đẹp. Ở đây mình trồng đồng loạt hết. Và đây là cái dư mình vừa cắt xong. Đây là cái dư ra mình vừa cắt nó xong đây, cái dư lên như thế này. Thì ở đây mình cũng đừng bỏ đi nó, cứ để lại nó trên này đi. Mình trồng nó lại. Trồng lại dạng dĩa. Trồng đại nó xuống như thế này. Nó dư thừa không sao hết, mình cứ ghim vào bất cứ chỗ trống nào thì nó mọc rễ ra. Để mai mốt nó lớn lên, một là mình có thể sang ra mình trồng một cái chậu mới, hai nữa là mình có thể để
để nguyên nó như thế này luôn nó vẫn đẹp. Hay là mình trồng dạng dĩa mình để dưới đất, hoặc là để trên kệ gì nó vẫn đẹp. Không bỏ cái gì hết. Đây mình đã làm, đã trồng xong một chậu tròn nữa, cũng là dạng dĩa. Giờ số còn lại trong cái chậu này mình sẽ trồng thêm một chậu nữa. Hả? Màu đỏ rồi. Ở này nó nắng á, một mé nắng nó. Nhanh lắm, chỉ trong vòng mà mấy tháng thôi sẽ mọc rễ ra thì nó sẽ nở rất là nhanh luôn. Cái loại sen đá này xong rồi, đã xong một chậu nữa. Không cần lớn nhỏ gì hết, cứ ghim nó xuống hết, nó phát triển nhanh lắm. Đây nó có sẵn nè, mình bỏ nó xuống đây đi. Còn nhỏ này mình sẽ ghi nó hết xuống đây cho nó đều, nó nhỏ theo nhỏ, lớn theo nhỏ, cho nó đều, cho mọc ra nó đều ha. Xong rồi, mình đã làm xong được 5 bụi sen đá và một cái chậu dĩa. Cái chậu dĩa này là nó những cái dư thừa mình không mình để đây thì nó uổng, cho nên mình trồng nó lại như thế này. Trở thành một cái chậu dĩa nữa. Còn đây là cái phần còn lại. Thì các bạn cũng đừng bỏ nó đi. Mình hãy sửa nó lại. Sửa nó lại rồi ghim nó lại. Rồi mình đem một góc sân vườn nào đó mình để nó, mình đặt nó xuống. Mình sửa nó lại đi. Tại vì cái này mình vẫn trồng nó lại được, nó vẫn mọc.
Bởi vì bộ rễ nó ở đây thì vẫn còn, và cái gốc nó vẫn còn ở đây thì nó sẽ mọc ra những cái chồi mới, và nó sẽ lại tiếp tục tạo những cái nút nhỏ này, nó sẽ tạo thành những cái nhánh mới. Thì tạm thời thì mình để nó vào một chỗ nào đó, thì sau này nó sẽ cho một cái giống có sen đá mới, nó cũng giống vậy thôi. Nhưng mà mình có thêm ở đây, mình một từ một chậu sấu này mình đã có thêm 1, 2, 3, 4, 5 chậu treo, rồi mình có thêm một cái chậu dĩa như thế này nữa. Đây, từ một chậu sen đá mình đã tạo nên như thế này, rất là dễ dàng. Thì mình sẽ đem treo hết những chậu này lên, treo lên đi. Nhìn rung. Giờ mình sẽ đem những cái chậu treo này mình treo lên trên dàn treo, trên cái dàn treo của nhà mình. Rất là gọn. Chỉ từ một cái chậu nhỏ này thôi thì mình đã tạo ra 5 bụi sen đá mới. Và đây cũng là cái cách mà mình có thêm nhiều sen đá, rất là dễ dàng, không khó gì hết. Thì mình sẽ mang nó qua bên kia, mình treo nó lên, rồi mình để dành một thời gian nào đó, mình khi nó lớn rồi mình sẽ ngắm lại. Giờ mình sẽ đem từ treo từng chậu lên đây. Để lên đó đi một thời gian mà nó sẽ bò xuống và nó sẽ nở như thế này. Đây là một cái chậu cũ mình treo đây, nó nở đầy như thế này luôn, rất là nhanh. Rất là nhanh luôn, sẽ nở đầy như thế này. Ở đây mình trồng nhiều cái loại này lắm, rất là dễ trồng, mau nở đầy chậu. Xong, mình đã treo xong 5 bụi sen đá của mình. Đây, mình đã hoàn thành xong 5 bụi sen đá của mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.